Dạ em Thắng Phạm xin chào anh em đang xem video ạ. Hôm nay em lên video này có một khách hàng đặt mua cây máy 2804-20 hàng nguyên hộp. Hôm nay khui ra thử test máy trước khi giao, kiểm tra trước khi giao. Mà hôm nay không biết xui hay là hên, không biết mai hay là sao. Mở ra cái nó có cái dấu chày ở đây, rồi không dám giao cho khách hàng luôn. Đó, cái máy này nguyên hộp này bán 2.6 triệu. Mới thì bán 2.6 triệu mà giờ bị chày không dám giao rồi, lấy cây mới khác giao rồi anh em ơi. Rồi hôm nay thì là cây máy phan, hôm nay em chắc lên thanh lý luôn. Chỉ có một điểm chày duy nhất chỗ này thôi, những chỗ khác là mới hết, không có dấu hiệu nào chày hết, mới tinh hết. Tem mát đồ còn đẹp ngon lành. Máy có số seri nè, có mã số là Casno 2804-20, hàng nhập Mỹ, có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ luôn. Đó, đầu nhông, đầu búa, đầu đẹp hết nha. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, đầu kẹp này cũng mới luôn. Mới chát luôn, nhìn là máy chưa sử dụng mà nó bị cắn cái cây tay cầm hay sao á. Dưới chân pin đồ đẹp ngon lành, móc keo rồi chưa chạy, tem niêm phong đồ còn ngon lành luôn. Cây này thì chắc em thanh lý. Anh em xem cây máy này có nhu cầu quan tâm và có nhu cầu muốn mua là alo đến Thắng Phạm mấy anh, có số điện thoại ngay trên màn hình luôn á, số 056 641 6368, và số này có Zalo luôn, hãy kết bạn Zalo. Các anh cần tư vấn các mẫu máy thì alo cho Thắng Phạm ha. Đó, cây này thì theo các anh này thanh lý giá cỡ bao nhiêu là được hợp lý các anh? Và đây thì sẵn đây em làm video test máy luôn để chứng minh cây máy này là còn nguyên nguyên si nguyên zin. Đây thì nó bị chạy xước chỗ này thôi, chắc cắn cây tay cầm hay sao á. Bên trong hộp thì mở ra đồ là ok, hộp thì hộp mới chát hết, còn nguyên tem cắt ra. Cái này Thắng Phạm nói cũng thiệt tình nha các anh, có sao thì mình nói vậy ha, anh em tin tưởng và anh em thương ha. Đây thì nguyên hộp á, khui ra thì nó có cây tay cầm ở trong đây. Có cây tay cầm trong đây, chắc nó cắn cái cây tay cầm hay sao á, nó làm chày rồi sao, xui quá, không biết xui hay là hên với các anh em này ha. Anh em có quan tâm đến cây máy 2804-20, mẫu máy 3 chức năng. Máy này có lực mạnh là 135 newton, chức năng bắn vít nè, 14 cấp độ và chức năng phân gỗ phân sắt, và có búa để phân tường phân bê tông. Máy còn chạy ngon lành. Cây máy này anh em định giá dùm là cỡ bao nhiêu là thanh lý được các anh? Rồi với đây thì cũng có cục pin luôn. Đây là cục pin M18 2 output, là nguồn xả cao, dung lượng là 8.0 ampe, và cục pin này là hàng cũ ha. Hàng cũ thì cục pin này anh em mua được với giá cả bao nhiêu anh ạ? Cục pin này thì mình thanh lý cỡ bao nhiêu là được hợp lý anh em? Đây cục pin này bao hàng lỗi là đổi pin mới luôn nha, bao hàng cho anh em luôn. Rồi ok, mình thử bắn vít đi cái máy này ha. Chức năng còn ngon lành, ok, quá ok. Số 1, số 2 rất là ngon lành. Máy 2804-20 có chứng nhận UL là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Thử chức năng bắn vít sắt nha anh em. Ngon lành ha. Máy chạy rất là ok luôn. Rồi đây thì qua chức năng bắn vít nha, ngắt lực điện tử nè anh em. Chỉnh số 6 thử coi. Số 6 thử nha.
À, số 6 thì mình nó chưa xuống, mình chỉnh thêm ha. Ví dụ để số 10 đi, tắt lực điện tử nha. Đó, đủ lực nó sẽ ngắt motor nè anh em. À, bóp cò máy ngắt ha. Đó, đủ lực sẽ ngắt motor, ngon lành. Đó, nè, đủ lực sẽ ngắt motor ha. Bắn vít sắt hay gỗ, đủ lực là ngắt motor. À, cảm biến rất là hay. À, ngon lành. Ví dụ như anh em bắn ốc vít mỏng, sắt mỏng đâu á, mình để số 4 hoặc số 2 là bắn ok, ngon lành. Đó, đây số 6 nè. Đó, như nó đủ lực nó sẽ ngắt motor, nó không có cấp trượt như những cái máy dòng đời cũ hoặc là các hãng khác ha anh em. Đó, đây thì phan gỗ phan sắt là nó không có ngắt, nó phan ăn mạnh luôn. Đó. Các chức năng là ok, máy tem còn nguyên tem nguyên phong luôn ha, nguyên đai nguyên kiện, chỉ có chạy chỗ này thôi, thanh lý với giá cả bao nhiêu được ok anh em. Ngoài đây là có vít gỗ luôn, à, vít gỗ 5 cm. Quá ok, chức năng khá là ngon lành, ok ha. À, vít sắt vít gỗ đồ bắn ngon lành. Đây chơi thử lớn mạnh ha, gắn cái đầu chuyển từ vít sang đầu vuông để bắn tiếp ha. À, bắn con ốc 17 mm. Rồi, bắn cái cây này là dài khoảng 15 cm, thân là 10 mm, đầu 17. Đó, vô. Wow, ngon lành anh em. À, ngon lành ha. Đó, ngon lành, quá phê, quá ok. Đó, lực mạnh ghê luôn. Quá dữ ha, ngon lành. Đó, rồi, máy chạy rồi mà ngon lành ha. Rồi. Rồi, test chức năng phan gỗ phan sắt luôn. Đây. Máy chạy rất là ok. Đây là mũi phan 5 mm phan sắt đầu đuôi lục giác, kẹp rất là dễ anh em. Rất là ok luôn, ngon lành luôn, quá đã. Một pin còn một 3 mức pin ha, hao một mức ha, pin 8 ampe ha. Đó. Máy này quá khỏe luôn anh em. À, lực mạnh là 135 newton. Đó, máy này đối với cây này là đỉnh nhất hãng hiện thời điểm hiện tại năm 2022 nha anh em.
đó, ngon lành. Milwaukee 2804-20 rồi, phan mũi phan 5mm mà chân lục giác kẹp nó sẽ không bị xây mũi nha, ngon lành. Rồi đây là mũi 10mm đầu lục giác luôn, kẹp vào đây cho nó chắc chắn ha, dễ kẹp luôn mà mũi không có bị xây. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, mình chỉ gặt ngang gì thôi là nó cứng rồi đó. Rồi phan mũi phan lớn anh em phan cẩn thận ha, rồi để máy nó giặt lắm á nha. Rồi nếu mà mình phan mũi lớn mình trả lại số 1 cho nó chạy chậm cho nó đầm anh em. Ồ quá dữ. Quá dữ anh em, phan mũi lớn phải kìm cho chắc mà được. Cái này cái máy này thì nó có 3 chức năng thôi, nó không có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Máy dòng đời cao thì sẽ có chống giặt bảo vệ cổ tay, mình khoan nó có giặt ngang nó sẽ an toàn, giống như máy của hãng LED đó anh. Máy của hãng LED là mã FX1271T, lắc ngang cái là nó sẽ chống giặt bảo vệ cổ tay, khá là hay luôn á nha anh em. Rồi ok, rồi em thắng phạm phan thử test như vậy anh em xem và tham khảo ha. Rồi cái phan này sẽ thanh lý với anh em, rồi với mức giá là bao nhiêu là hợp lý anh em, để lại comment bình luận phía bên dưới video cho anh em mọi người tham khảo ha. Cây phan Milwaukee hàng khui hộp, mới chưa sử dụng, chỉ lấy test thử máy xem các chức năng còn ok không, chẳng hạn như là phan gỗ phan sắt đồ chạy ok ngon lành, và chức năng bắn vít đồ ngắt lực điện tử đồ khá ok. Ở dưới cái phan Milwaukee 2804-20 dòng đời cao nhất, lực mạnh là 135 newton. Anh em xem cái này thắng phạm thanh lý với mức giá bao nhiêu, có gì anh em mình thương lượng ha. Có gì alo số điện thoại ngay trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo để mình nhắn Zalo nha, trao đổi cho nó dễ. Hoặc là các anh em muốn mua mẫu máy khác thì kết bạn Zalo để thắng phạm tư vấn cho nha. Ok đó rồi. Cảm ơn anh em đã đón xem và theo dõi video này. Xin kết thúc video tại đây. Anh em thấy hay anh em bấm cho một like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được video mới thắng phẩm lên anh em mình xem và tham khảo ha. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.